bảy coi lấy cái vợt theo có gì xúc cá anh bảy, lấy vợt theo có gì xúc cá, còn đi đặt lợp thì cứ đi đặt gì đó, kệ lấy cái theo cái vợt đi nha, lấy vợt theo nha. Con gì kêu dữ hả? À? Ngỗng này của ai hả? À? Của ta. Mấy cái lồng đó là lồng gì vậy? Mấy cái lồng đó đó. Lạc hổ cái đó như sao? Thật chuột hả? Giờ mình chẳng mình đi đập chuột luôn ha. Chung này chung composite hả? Đi đặt lợp chuột hả? Ừ. Đúng rồi các bạn, hôm nay theo ông Bảy đi dạo trên sông đồng bằng sông Cửu Long mùa nước nổi nha. Đi theo ông đặt chuột nha. Thì ông Bảy bơi sao điệu nghẹo quá nha ông Bảy. Vậy mình hành nghề đặt chuột này bao lâu rồi? Biết qua lâu rồi, cũng đã bộn quá à. Cũng bộn là từ lúc còn trai trẻ tới tuổi già luôn á. 30-40 năm à. Dữ vậy đó. Một cái đập chuột như vậy là mình phải mua bao nhiêu tiền hay tự làm? Bánh gà là mua về mình làm rồi lại cũng mấy chục á. Mấy chục ngàn. Mua mười mấy ngàn rồi về mình nứt rồi thêm đi lò xo rồi. Ở đây là sông gì không ông Bảy? Sông dưa ha. Tại vì kêu anh Bảy cho nó trẻ chút nha, chứ anh Bảy cũng lớn tuổi rồi. Lớn Bảy năm nay nha anh Bảy. Sáu mấy chứ gì? Sáu mấy ha. Nó lại kêu một chú đó. Mấy cái ghe này thường thường nó chở gì hết anh Bảy? Chở củ sắn rồi đây ha. Đồ rau củ quả rồi. Cho quý vị dạo trên cái vùng đồng bằng sông Cửu Long cái mùa nước nổi nha. Quen câu cá này coi. Đâu? Đó, câu cá đó. Đâu, vô coi có cá không? Có nào đâu, mới câu rồi có đâu mà. Ừ, cái câu nãy giờ rồi. Có cá nào không? Quay coi. Chưa có thôi. Chưa có hả? Mình thả dài lên đi. Đi chơi, đi quay phim mùa nước nổi. Cho bà con xa quê rồi thấy cái cảnh quê mình đó. Ừ. Nãy tôi kêu ông sùm đó, ông nghe không? Có con nào chưa? Bây giờ ta đang câu mà hỏi cái này hỏi kia là nó người ta bị tình kiến phải không? Ta cử. Thì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long mình đó, cái lục bình này người ta cũng nuôi rồi người ta mới cắt nha quý vị. Đó, nuôi rồi người ta mới cắt. Cái hướng này đi lên cầu sông Dưa nè ha anh Bảy. Dạ lên Nhân Văn nha, còn có hướng ngược lại. Sông Dưa đây hả? Khoan chậm. Rồi chậm. Đó. Nghề cắt lục bình nha. Cái đấy. Đẹp đẽ không? Cái lục bình này là mình nuôi hay là mình nuôi hả? Kích thích lại anh Bảy. Con chó không? Cắn không nổi. Nó bay qua nó cắn là sao? Vậy là một ngày mình nếu mà cắt lục bình này cho hỏi vài câu cô. Nếu mình cắt lục bình này một ngày mình thu nhập được cỡ bao nhiêu tiền? Dạ, một ngày mới có tiền. 10 ngày nhưng mà trung bình nó chia ra đều ra. Nếu mà 200 như vậy là bao nhiêu ký lục bình tươi này mới được một ký lục bình khô? Bảy xích lại đây chứ Bảy. Anh xích lại đây. Ôi anh xích lại đây nè. Là mười mấy ký ướt. 12 ký ướt, 1 ký khô. Mà phơi bao nhiêu nắng? 5-7 nắng là nắng khô. Dạ. Không có thuốc. Có thuốc không? Có thuốc không? Mượn ông đó đi. Mình ở xã nào cô? À, ở xã Hồng Ngọc. Vậy sao? Rồi cái bãi này của mình hay là mình phải mướn mua?
Mua hả? Mua tháng hay là mua bãi? Cũng như là cũng đã mua chiếc nhà đó. À, dễ quá. Giờ nữa mình phơi ở đâu? Phơi nhà có một lỗ mình dài luôn á. Đâu cô ở nơi ở Tân Nhuận Đông mà khúc nào? Đây nè. Dạ, trên giống cái dừa, giống cái dừa. Nhiều khi có gạo mà người ta của nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân rồi gửi tặng là mình có nhận không? Dạ. Mình có nhận không anh trai? Nhận. Nhận phải không? Ai cho nhận hả? À. Vậy là cô tên gì ở đây? Bây giờ mình hứa trước đi, rồi bữa nào mình đem lên luôn đi. Dạ. Hứa trước luôn đi, rồi mời mốt gì tôi rảnh tôi chạy lên nhà cháu nào. Hoàng đi. Hoàng đi. À. Dạ. Vậy là nhận không cô? Nhận cho nhận. Để cho người ta đi tại vì cũng như còn trẻ mình cũng làm được thôi. Để cho mấy người. Thấy cũng khó khăn quá mà. Mình cũng khó khăn mà thôi, cũng như người ta còn khó khăn hơn mình đó, mình giúp đỡ. Giống như một cái lời động viên vậy đó cô. À, 10 ký gạo giống như động viên mình đó. Rồi con đông không vậy cô? Cô Hoàng. Dạ, con được 2 đứa. Lớp mấy rồi? Dạ, đứa là anh đại nhiên ra học trường 5 rồi. Dạ. Vì nặng lo dữ, nặng lo dữ rồi nha. Dạ. Nó mặn dữ lắm. Ừ. Giờ giúp đỡ cho cũng như mình cũng giờ còn trẻ mình cũng làm được. Trẻ là nhiêu tuổi mà trẻ cô? Dạ cũng như ổng là năm mấy mà cũng còn bằng được, cũng như ta còn già còn khó khăn hơn nha. Rồi giúp đỡ cho mấy chú mấy bác nha. Dạ. Dạ cho thì cũng cảm ơn. Dạ. Cho thì được ha, cũng lấy ha. Vậy là thôi hứa 10 ký đi ha anh Bảy. Đấy anh Bảy làm chứng nha anh Bảy, nhớ nhắc nha. Nhớ nhắc thôi nha. Tại bữa nay mình đi công chuyện rồi sẵn rồi mình review cái cảnh nhà quê này luôn nè. Cái này cắt hồ từ mấy giờ tới mấy giờ mà được nhiêu gì cô à? Dạ. Đúng mấy đồng hồ. Nói chơi tại vì người ta quen chứ không quen mỏi lưng lắm anh Bảy. Mỗi lần dạ sao nghĩ được còn cho thì cảm ơn. Dạ rồi rồi có nguồn có nguồn rồi 10 ký gạo nha, hứa anh Bảy làm chứng nha anh Bảy. Mời gì tôi rảnh tôi chạy lên rồi nhớ nhắc giùm. Bộ có con chó nó theo nó cắt tiếp nữa hả? Dạ. Nó đi theo nó chạy. Kì. Đó. Thì khô ha. À, đó cái cảnh nhà quê mình đó nha quý vị. Giờ bốc chơi còn đâu nữa. Đó. Mấy cái lọp này anh mấy cái này anh phải đặt chứ. Đi đặt chuột luôn ông nội. Quay nó sợ lấy lục bình nó lên nó giữ lục bình đó kìa. Không. À. Đúng điều này đàng hoàng đó. À, giờ màu vô. Màu gì? Lấy màu lục bình để vô. Màu lục bình được hả? Để thí mẹ vô màu nữa. Màu hả? Không, gà nè, không? Ừ. Đâu, bỏ vô chưa? Gà chưa? Không mới gà nè. Đâu gà chưa? Hả? Ừ, lấy màu lục bình bỏ vô hả? Thí mẹ, mình đi màu đi. Cái này mình làm cảnh mà, hả không? Ừ. Màu đó, hả không? Ừ. Gà nè. Thấy không? Nay thấy lạ quá, được quay phim kìa. Thấy tôi không? Thấy. Yeah. Đâu, bỏ cái lạp xuống chưa? Yeah. Bỏ cái đập xuống chưa? Yeah, để xuống nè. Rồi. Không? Rồi. Đó. Rồi bắt đầu nè.
Rồi về ra. Rồi. Đâu đâu? Gặp không? Đâu có gặp đâu. Nhé. Thấy cái giò không không ạ? À? Đó. Rồi thấy rồi. Đó. Như vậy là mà lúc mà nước lớn nước cạn gì nó theo cái lục bình lớn nó lên xuống nó không có bị ngập ha. À, theo lục bình. Rồi. Rồi phải không? Rồi đi chỗ khác. Rồi, đó thì đó. Chuẩn bị đi chỗ khác đặt ha anh ba bảy. Đó. Ông hỏi tôi nói chuyện nha. Dạ đó. Đi lại chỗ khác đặt. Cái nghề này thấy cực quá anh bảy. Cực quá. Vậy là bơi phải giỏi hả? Có đau lưng không cha? Đầu sống. Đó. Đó. Rồi đặt vậy làm sao nhớ? Nhớ chỗ không? Ừ. À, đang dập ra ha. Ừ. Rồi. Rồi. Rồi cái đập đâu? Ừ. Cái đập đâu? Rồi thấy rồi, bỏ xuống. Ừ, đó. Rồi. Rồi. Là đặt chỗ là như vậy đó anh bảy. Dạ. Rồi mình đi chỗ khác nha. Đó, cái cảnh các lục bình là như vậy, sông quê mình đó. Thì trời chiều trên một cái vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và cái miền Tây Châu Thành, Đồng Tháp nói riêng. Thì sông rất là rộng và cái vùng này cồn sông nước rất là nhiều. Nó có cái bông lục bình kìa anh bảy. Đó, đi chỗ khác đặt nè, đó. Rồi nhớ chỗ không trời? Có làm dấu không? Đó, chuẩn bị đặt nữa nha. Đó. Đó. Rồi. Ta để xuống đó vậy đó ha, bị cái xuồng lắc quá mình không dám đứng lên nha quý vị, đứng lên cái là mà xuống sông tắm à. Rồi. Rồi đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Đó, đặt gặp chuột là như vậy theo sông nha quý vị. Thường thường chuột như vậy là chuột cống, chuột tôm hay là chuột gì hay là chuột xạ bảy. À. Đó, đi về dài qua bên kia đi. Đó. Rồi bữa nay là anh bảy bơi cho mình là về chắc ăn cháo luôn. À, mệt quá về ăn cháo luôn. Đó. Thì cái cảnh nhà quê mình là gì? Không biết được mấy triệu đây. À. Nói chứ cái vùng mình hả cô gì quên này? Hoàng. Biết sao? Mình tìm được cái người thân của người ta ở vùng này nè. Ở ngoài quán Trâm Anh đó. À, cảm ơn nha. Chúc hai ông bà sức khỏe nha. Nhớ nhắc 10 ký gạo nha. Có cho rồi đó. Dạ. 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 Rồi về bên mé bên kia đặt. Ừ. Rồi rồi qua bên mé bên này đặt đi. Trong cái mé nào mà của chị Tám mà các bộ bình nó mất tươi rồi. Mé nào quên rồi. Mé này phải không? Mé này. Ừ. Cái nước này gì mình thả lưới nó thì sao anh đẩy? Nó trâu trâu gì thả lưới được không? Cái gì? Trâu lưới hả? Đó, chuẩn bị đặt nha. Rồi. À. Tối nó mới kiếm ăn hả? Từ sáng mình mới dở hả? Đặt nha. Ừ, đặt xuống đi.
À, vậy đó ha. Rồi. Thôi đi chỗ khác, đi qua chỗ khác. Rồi, đi qua chỗ khác. Thôi mình đi về anh đẩy anh. Về. Quay về đi. Tám mươi các cô bình chưa? Không. Cấp nghề chứ. Cái đó là bí quyết ra hả? Bí quyết ra hả? Tại sao mình phải bẻ một ấy như vậy vậy? Chứ không để cá hả? Trời. Rồi, rồi, thấy rồi. Rồi, cuộc lại nữa hả? Buộc lại nữa hả? Rồi, rồi. Nè, 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 lấy cái vợt xúc vô đám lục bình coi. Coi xúc coi có không? Coi. Đó. Ê, dính. Cái mấy chục ngàn đó hả? Đó, bởi vì làm thiệt chứ làm bộ gì. Đó. Thường thường người ta muốn xúc vậy là người ta phải có mồi hả anh Bảy? Có. Dở lên. Có không? Chắc rễ lục bình quá. Ê, không có con nào hết. Cái nữa coi. Cũng có kiếm ăn quá hả ta? Chứ không phải là mình phải treo mồi hả? Mồi thường thường mồi gì? Thiệt tình luôn. Nhưng mà phải treo mồi nha quý vị. Cái này không có mồi là khó ăn á. Trời ơi. Vô trong đi, vô trong đi. Vô trong đi. Cái này em bậy. Đây em ơi. Bây giờ quê là như vậy. Nhưng mà phải treo mồi lúa ha, là mồi mắm hay gì ha. Mồi mắm được không đây? Sao lụm dây chai nữa cha? Thấy cụ cô không? Cũng làm. Đó. Có không? Có không? Thấy không có màu được có. Phải có màu mới được ha. Màu được có, màu được có. Màu lớn là không không. Về. Thôi về anh Bảy. Như vậy là ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long là muốn kiếm được con cá hoặc là con chuột cực quá anh Bảy. Cực quá. Chuột nếu mình bán chuột sống là được bao nhiêu ký anh Bảy? 60 ngàn ha. Là mấy con mới được ký? 8 con được ký ha. Chuột này là thường thường chuột cơm nó sạch rồi hả đấy? Chuột cơm nó sạch rồi ha. Cái mùa nước nổi của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này vì vậy sáng mình mới đi dở anh đây. Nếu mình đặt vậy là sáng mới đi dở. Ôi, đến đây video xin được tạm dừng nha quý vị. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Dạ xuống quý. Dạ. Xuống quý. Nó gặp xuống quý. Có cái vùng đồng bằng mình nữa là vậy đó. Con này con gì á?
cắn không? Con ngỗng sao biết con trống mái anh đây? Trống cái đầu bự hơn hả? Dạ. Rồi, chào tạm biệt. Chào anh Bảy. Rồi.